Vừa mai như Huỳnh mến chào cả nhà, khách thân mến, thì em Huỳnh hôm nay lại quay tiếp cho cả nhà xem một cái lô nữa, đó là lô mai tổ sắn số 16. Số 16 nha cả nhà. Và hôm nay thì những cây sắn này nó khá là bo rất là nhiều luôn. Nếu như cả nhà mình thấy thích cây nào thì alo liền cho em nha. Đó cái hoành luôn. Cái này là con thú đang ngồi. Em thao tác nhanh thế. Đây, 16, hoành 16 nha cả nhà. Và đây cả nhà thấy nè, kiểm tra độ sắn nè, sắn rất là sắn luôn nha cả nhà. Một cái nhánh như vậy chúng ta là ghép được cả chục bo hơn. Đó, một cây sắn này chúng ta ghép là khoảng mấy chục bo luôn, mấy chục cây luôn nha cả nhà. Đó, mắt xoắn nó cũng khá là to nha. Cái này nó quá tồi luôn nha cả nhà, rất là nhiều. Cây cực kỳ khỏe nha cả nhà, chiều cao bao nhiêu đây? Chiều cao là khoảng 45 nha cả nhà, rồi tán ngang. Tán ngang luôn. Tán ngang là 43. Và cây này tiếp nói cây hôm qua là cây mang số 51. 51 nha cả nhà, giá rất là hữu nghị luôn, 650 ha. 650 em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha. Cây số 51. Rồi Huỳnh lên tiếp cây số 52. Cây số 52 là một cây lùng lực. Trời, bo nó to ghê luôn nè cả nhà. Mập ú luôn nè nha. Và sắn cũng cực sắn luôn. Huỳnh thấy sắn này sắn khỏe nè. Sắn rất là khỏe cả nhà. Đây có một cái tược rừng nè. Lại cái tược rừng luôn. Đây à, cả nhà nhìn nó rất là sáng luôn nha. Rồi cây này có giá hữu nghị luôn. Hoành bao nhiêu, hoành bao nhiêu? Cây này sẽ giá hữu nghị nha cả nhà, 15. Hoành 15. Rồi cao. Cao bao nhiêu đây? Cao là 30. Cao là 36 ha. Rồi cây này 600 ngàn luôn. 600 ngàn mình sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha. Cây 52 nha cả nhà. Cây 52. Đó, cây số 52. Rồi em lên tiếp một cây nữa nha cả nhà. Cây số 53. Cây 53 nè cả nhà. Cây này sắn cũng mập lắm mà nhiều sắn nữa. Và nhất định cây này là một cái giá hữu nghị cho cả nhà mình luôn nè. Đây đo cái chiều vành đi. Này sắn cũng to lắm nha cả nhà. Hoành bao nhiêu đây? Hoành 15. Hoành 15. Chiều cao. Nó có một cái thế nghiêng á cả nhà. Hoành chiều cao. Chiều cao khoảng cỡ 30, 35. 35. Rồi và khách thân mến nha. Cây này thì giá hữu nghị luôn. 600 ngàn luôn. 600 ngàn mình sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn. Cây mang mã số 53 nha cả nhà. À và một điều cả nhà ơi, Quỳnh luôn lưu ý là chúng ta hãy rong lá. Rong lá cho cây nè. Để cho nó ra lá non. Rồi khi mà chúng ta cắt lấy ghép rồi thì chúng ta chỉ cần tưới dưỡng rễ cho cây nha. Rồi xịt chăm bông dưỡng lá ha, vân vân. Xịt sâu. Rồi cả nhà em lên tiếp cây số 54. Xịt sâu cho cây. Và đặc biệt một điều là không nên tưới phân đậm quá. Mình cưng nó quá, mình tưới đậm nó sẽ bị đơ sắn nha cả nhà. Đây cây này nè, trời ơi. Bo khá là nhiều luôn á cả nhà. Cây này bo nhiều lắm. Và đây là có một cái thế nghiêng. À, bo nhiều ha, cây này giá rất là hữu nghị luôn. 600 ngàn luôn, 600 ngàn Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha. Cây mang mã số 54. Có hoành, hoành bao nhiêu em? Hoành là 15, chiều cao. Sắn này nhiều nha cả nhà, sắn nhiều và sắn khỏe lắm. Bảo đảm những cái cây 40. Những cái cây mà Quỳnh quay á, là đa số đều là Quỳnh đã kiểm tra lấy sắn được rồi. Và lấy được rất là nhiều sắn nên cả nhà mình cứ an tâm. Khách hàng nhận về đều rất là ưng và chưa có một cái phản hồi nào là không thích cả nha cả nhà. Nhưng mà tại vì do ghép những cái gốc nó không có được đẹp, thì về cả nhà mình thích đóng vào những cái cây mai phôi tại nhà mình thì mình cắt mình ghép ha. Và rồi thì Quỳnh muốn gửi đến cả nhà những cái cây mai cực sắn để cho chúng ta lấy bo hoặc là chúng ta nuôi thêm chơi Tết. Rồi cây này có giá là 600 ngàn luôn, Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn nha cả nhà. Cây 54. Rồi em lên tiếp cây 55. 55. Cây 55 cũng là cây cuối cùng trong video ngày hôm nay, lô số 15 nha cả nhà. Cây này năm mấy? 55. 55 cả nhà, một cái em lùng lực. Trời ơi, to, hoành to nè, đo hoành thử bao nhiêu. Đo ngược. Hoành này chắc có 22, 23 gì á.
quanh bao nhiêu đây? Quanh quanh 17, quanh 17 nha, đó xích trên là quanh 17 cả nhà. Và cây này thì khá là khỏe luôn á, sắn nhiều lắm, lùng lực dễ thương và sắn rất là nhiều luôn. Thì cây này cũng có giá là 600 ngàn luôn nha cả nhà, 600 ngàn mình sẽ bao phí vận chuyển cho mình, mà sắn rất là mập luôn. Rồi em lên tiếp cây số thôi mình kết thúc video 50 tại cây 55 đi cả nhà. Và hẹn cả nhà ở video sau nha. Trời cũng tối rồi. Em Huỳnh mến chào cả nhà nha và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Thì cả nhà ơi, em bấm kênh đăng ký để gặp gỡ em những cái video và em còn số lượng mai sắn cũng rất là nhiều nha cả nhà. Ngoài ra thì có những cái loại cây gốc bướm bự nữa. Em Huỳnh mến chào.